nhiễm tăng, học sinh thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh ứng phó số ca nhiễm COVID-19 nhập viện tăng. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 16.700 người từ chối nhận hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Nghệ An, 9 người trong gia đình vợ chồng bác sĩ nhiễm COVID-19. các nước hành động khẩn vì siêu biến chủng B11529. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin toàn cảnh Covid trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại các điểm nóng trong nước và quốc tế và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin. Thưa quý vị, điểm nóng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục có những diễn biến mới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố dự kiến sẽ cho học sinh đi học trở lại vào giữa tháng 12 tới. Vậy thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết. Trả lời thắc mắc của người dân về số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trong những ngày gần đây, có phải chăng là do công tác kiểm soát dịch lỏng lẻo? ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi nới lỏng giãn cách và thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khôi phục một số hoạt động kinh tế song song với công tác phòng chống dịch. Khi các hoạt động giao lưu tiếp xúc tăng đã kéo theo số ca F0 tăng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Hưng khẳng định số ca F0 mới tăng đã nằm trong dự báo và được Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong đó, rất quan trọng là bao phủ vaccine ngừa COVID-19, nhất là cho đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, ông Hưng thừa nhận việc tiêm chủng vaccine không thể bảo đảm 100% không lây nhiễm. Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho học sinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Dương Chí Dũng cho biết, khi cho học sinh đi học lại, trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine cũng sẽ có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em. Theo ông Dương Chí Dũng, trong tháng 10 vừa qua, với quyết định bình thường mới và căn cứ tình hình dịch ở một số địa bàn. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép Thạch An, huyện Cần Giờ thí điểm cho học sinh trở lại trường học. Học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 9 và lớp 12 của xã này qua thời gian thực hiện học tập trực tiếp đã cho kết quả khả quan. Lãnh đạo Sở Y tế và Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tính toán các phương pháp, bộ tiêu chí bảo đảm an toàn và đã được Ủy ban dân thành phố phê duyệt. Hiện nay, Sở Y tế đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 và đã chuyển sang sở dục và đào tạo để thống nhất và sẽ phát hành sớm nhất để phát cho phụ huynh và học sinh. Trả lời một số ý kiến thắc mắc về xử lý các tình huống khi phát hiện có giáo viên hoặc học sinh là F0, ông Dương Trí Dũng khẳng định, khi trường học mở cửa trở lại thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại trường học. Không có chuyện liên tục đóng cửa rồi lại mở cửa, sau đó lại đóng, chỉ mở cửa khi đã thực sự an toàn, ông Dũng nhấn mạnh. Theo ông Dũng, mỗi trường học ở các địa phương sẽ có những đặc thù riêng, do đó tùy vào tình hình thực tế mà mỗi trường học phải xây dựng phương án riêng phù hợp trên các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế thành phố cũng như Bộ Y tế trước khi có quyết định đưa học sinh trở lại trường. Ông Dương Trí Dũng thừa nhận dịch bệnh ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh từ đầu mùa dịch, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trường phải quan tâm đến học sinh trong các khu phong tỏa, cách ly, chăm sóc sức khỏe tâm thần để tránh sang chấn tâm lý cho các em. Ngay khi đợt dịch thứ tư xảy ra, một số học sinh có cha mẹ, người nuôi dưỡng mất do Covid-19, nỗi đau chồng nỗi đau. Sở Dục và Đào tạo đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc để các em sớm hòa nhập. Ông cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân, không chỉ gây tổn thương, tử vong mà còn gây ra những sàng chấn về tâm lý. Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện xây dựng đề án chăm sóc hậu COVID-19 để chăm sóc tư vấn cho những người từng mắc COVID-19. Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, các bệnh viện nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã được huy động để lên phương án tiếp nhận cũng như là điều trị bệnh nhân COVID-19. Bác sĩ Phạm Thanh Việt, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, Tại bệnh viện hồi sức COVID-19, hiện chỉ còn bệnh viện trợ rẫy phụ trách về nhân lực chuyên môn. Nhân lực trung ương các tỉnh cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh đã rút về hết. Khi dịch bệnh tạm ổn, bệnh viện chỉ còn 150 bệnh nhân và nhân lực đủ phục vụ 150 bệnh nhân. Nhưng này đã quá tải, bệnh nhân đã lên 170 người. Bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ trở lên chiếm tỷ lệ gần 60%, cao hơn thời điểm trước 30%. Hiện không còn giường để nhận bệnh nhân nên mỗi ngày phải nhờ tổ điều phối của sở y tế điều động bệnh nhân qua các bệnh viện khác từ 5 đến 7 ca. Dù rất khó nhưng nhân lực cũng không đủ để đảm đường, bác sĩ Việt nói. Về giải pháp, theo bác sĩ Việt, bệnh viện hồi sức COVID-19 đang làm văn bản trình sở y tế cho bệnh viện mở thêm giường hồi sức, nhưng với điều kiện sở y tế phải bổ sung nhân lực. Muốn mở thêm bao nhiêu giường thì cử thêm bấy nhiêu nhân lực. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Vĩnh Hưng, giám đốc bệnh viện Bình Dân, kim giám đốc bệnh viện dã dạ chiến số 8 cho hay, ba tuần trước bệnh viện chỉ còn 42 ca, nhưng đến nay lên 200 ca, trong đó có 6 ca nặng. Bệnh viện đã chuẩn bị cơ số máy thở, hàng trăm đầu thở oxy và 18 giường hồi sức. Xu hướng bệnh nhân tăng lên, nhưng chỉ hiện còn bệnh viện Bình Dân phụ trách bệnh viện dã dạ chiến số 8, tổng cộng 130 người kể cả bộ đội Đồng thời, Bệnh viện Bình Dân còn chi viện cho Bệnh viện Giã Chiến 3 tầng số 16 quận 12, trạm y tế lưu động, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình Dân. Theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, kiêm phụ trách Bệnh viện Giã Chiến Đa Tầng Tân Bình, 1.000 giường. Có thời điểm, Bệnh viện Giã Chiến Đa Tầng Tân Bình, số ca bệnh xuống thấp còn khoảng hơn 400 ca, rất đáng mừng. Nhưng nay, số ca bệnh tăng lên, song vẫn được kiểm soát, người dân được trang bị kiến thức tốt hơn, tự giác hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thanh cho rằng, Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc F0 nhẹ để không chuyển nặng, hạn chế cả tử vong. Tại cuộc họp báo về tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, việc F0 có chiều hướng gia tăng nhẹ dù đã có nhiều biện pháp nhưng cũng được lường trước khi mở cửa sản xuất kinh doanh và bình thường đối với các hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh. Khi số F0 gia tăng nhẹ thì kéo theo gia tăng tử vong mà chủ yếu người trên 65 tuổi và chưa tiêm ngừa. Trong 6 chiến lược chống dịch mới của thành phố Hồ Chí Minh, chiến lược điều trị F0 được triển khai theo hướng các F0 không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được chăm sóc quản lý tại nhà. Sở y tế tăng cường bác sĩ cho các quận huyện có F0 tăng, phát gói thuốc cho F0, đặc biệt là thuốc monopizavir kháng virus. Các bệnh viện tầng 2, tầng 3 sẽ tập trung chăm sóc người bệnh có triệu chứng trung bình trở lên và những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Về công tác thu dung điều trị F0 tại các bệnh viện, tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình F0 gia tăng, đầu tuần qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã mời họp khẩn giám đốc 16 đơn vị trực thuộc họp triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16. Liên quan đến việc triển khai các gói hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người từ chối nhận hỗ trợ COVID-19 đợt 3 là 16.781 người. Nguyên nhân tại sao có đến hàng chục nghìn người không nhận hỗ trợ, thông tin sẽ có chi tiết ngay sau đây triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 09 năm 2021 của Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá dựa trên cơ sở báo cáo của 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức là cơ bản hoàn thành. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số nhân khẩu thực tế cư trú trên địa bàn, bao gồm thường trú, tạm trú, lưu trú là hơn 9,8 triệu người. Với công tác chi hỗ trợ theo nghị quyết số 97, tổng danh sách mà các quận huyện và thành phố Thủ Đức phê duyệt cập nhật lên phần mềm hiện nay là hơn 7,9 triệu người. Điều đặc biệt, theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người từ chối nhận hỗ trợ đợt ba này là 16.781 người. Qua đó, thấy được tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, nhiều lao động đã cố gắng tự xoay sở trong lúc khó khăn và tình nguyện nhường lại khoản hỗ trợ của mình cho những người khó khăn hơn, thể hiện tính nhân văn, nghĩa tình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, có 241.447 người không đủ điều kiện hỗ trợ khi các địa phương giả sát chỉ hỗ trợ trong đó do trùng là 105.661 người, không thuộc đối tượng là 80.778 người, đã nhận ở địa phương khác là 14.302 người. Các trường hợp còn lại không đủ điều kiện nhận hỗ trợ là do người được lập danh sách không thực tế cư trú tại thời điểm lập danh sách, đã xuất cảnh bán nhà đi nơi khác sinh sống. Như thế, đến nay, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá khó khăn trong việc chi hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Cụ thể, do các gói hỗ trợ liên tục ra đời dẫn đến địa phương gặp rất nhiều khó khăn để xử lý các tình huống phát sinh, trong khi thời gian giải quyết yêu cầu rất nhanh, rất cấp bách. Ngoài ra, lực lượng ở cơ sở mỏng, trong khi khối lượng công việc phát sinh cùng lúc quá lớn lại bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh, nên nhiều lúc không thể trực tiếp tiếp cận được người có nhu cầu hỗ trợ thực tế, từ đó phát sinh thiếu sót, ghi nhận thông tin chưa đầy đủ quá trình giả soát xét duyệt chưa trọn vẹn. Tại Nghệ An, sau khi vợ chồng bác sĩ được phát hiện nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người trong gia đình và phát hiện thêm 7 người nữa dương tính. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận 84 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 17 ca cộng đồng tại thành phố Vinh, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương. 33 ca là trong khu vực phong tỏa, 34 ca đã được cách ly từ trước. 31 ca là F1, 3 ca từ các tỉnh miền Nam. Trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã công bố hai ca nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh là một cặp vợ chồng là bác sĩ của một bệnh viện trên địa bàn. Cụ thể, hai bệnh nhân TLT sinh năm 1983 và chồng là PDT sinh năm 1979 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ vào ngày 25 tháng 11 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện hai ca nhiễm này, cơ quan chức năng lập tức truy vết lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình và phát hiện thêm 7 người khác trong gia đình gồm Bố mẹ, anh trai, hai con và hai cháu đều dương tính với sát của vị hại. Bảy người trong cùng một gia đình mới được ghi nhận này gồm: NTA sinh năm 1951, TNN sinh năm 1954, TNH sinh năm 1975, TKN sinh năm 2011, TNPH sinh năm 2018. PTN sinh năm 2016, PDNK sinh năm 2012. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận thêm người hàng xóm của gia đình này nhiễm COVID-19 là cháu TPKC sinh năm 2009, chú khối Xuân Nam, Hưng Dũng, thành phố Vinh. Một tin tức nóng hiện nay đang được quan tâm là mức độ nguy hiểm của biến chủng mới của SARS-CoV-2, biến thể mới với số lượng đột biến lớn, vốn được gọi là biến thể B11529 có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở Nam Phi đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách biến thể đáng lo ngại. Biến thể này sẽ có tên chính thức là Omicron. WHO tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn vào ngày 26 tháng 11 và kiểm tra dữ liệu từ Nam Phi. Có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể Omicron B11529 tăng theo cấp số nhân. Omicron là chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trước đó, nhiều nước như Anh, Israel và một số quốc gia EU đã áp hạn chế di chuyển đối với các nhóm nước ở miền Nam Châu Phi sau khi cộng đồng khoa học bày tỏ lo ngại về khả năng biến thể mới có thể né vaccine và lây lan nhanh hơn biến thể đang phổ biến hiện nay đèn tả. Thủ tướng Israel Naftali Bennett cảnh báo Israel đang đứng trước ngưỡng tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nước này đã lập tức điều động quân đội đưa những người mới trở về từ khu vực bị ảnh hưởng đi cách ly. Jared David, Bộ trưởng Y tế Anh, đã mô tả biến thể mới là mối lo ngại lớn ở phạm vi quốc tế và tiết lộ. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể lây lan mạnh hơn Delta và các vaccine hiện có nhiều khả năng kém hiệu quả đối với nó. Anh đã tiến hành áp lệnh cấm di chuyển đối với các nước Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini. Người về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly tập trung 10 ngày. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng biến thể mới có thể lây khắp thế giới trong vòng vài tháng, khi ca mắc đầu tiên ở châu Âu được xác định. Bà hối thúc người dân các nước châu Âu tiêm chủng bao gồm cả mũi tăng cường. Tại châu Á, Hồng Kông đã công bố hai trường hợp mắc biến thể mới sau khi giải trình tự gen, trong đó có một người đến từ Nam Phi. Trong khi đó, Mỹ đang gấp rút thu nhập dữ liệu khoa học về biến thể mới, nhưng quan chức y tế của chính quyền Mỹ, ông Anthony Fauci, cho biết Mỹ cần thêm thông tin trước khi quyết định có dừng các chuyến bay từ Nam Phi hay không. Với quyết định mới đây, WHO đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà xếp ngay Omicron vào dạng đáng lo ngại. Thông thường các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là đáng quan tâm. Các chuyên gia tại buổi họp khẩn của WHO đã tranh luận về việc có nên đợi vài ngày trước khi đưa biến thể mới vào mức cao nhất trên thang đáng lo ngại hay không. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ bởi thế giới lúc nào cũng hành động quá muộn màng. Nguồn tin của FT cho hay. Thưa quý vị, biến chủng B11529 xuất hiện trong bối cảnh châu Âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có, buộc nhiều chính phủ phải mạnh tay siết chặt các biện pháp kiểm soát. Đặc phái viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO phụ trách Covid-19, ông David Nabarro, hôm ngày 26 tháng 11 thừa nhận có những dấu hiệu đáng lo ngại khi quan sát biến chủng mới được tìm thấy lần đầu ở Nam Phi virus dường như có khả năng mạnh hơn vượt qua hệ thống phòng vệ của con người mà chúng ta tạo dựng bằng chương trình tiêm chủng suốt từ đầu năm, ông Navarro nói. Ngay từ trước khi WHO lên tiếng, thông tin về biến chủng mới khiến các nước châu Âu lập tức tăng cường cảnh giác và siết chặt các biện pháp phòng dịch. Đến tối ngày 6 tháng 11, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chính thức khuyến cáo các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu Âu cho tới khi có thêm thông tin về nguy cơ biến chủng b 1 1 29 mang lại. Những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt, bà von der Leyen nói. Đến nay, 8 nước trong khối đã hành động như vậy gồm Anh, Áo, Séc, Đan Mạch, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, theo Reuters. Ngay trong hôm ngày 26 tháng 11, WHO phải triệu tập một cuộc họp trực tuyến đặc biệt để phân tích thông tin đã thu thập được về biến chủng B11529. Tác động của các đột biến trên B11529 đối với những loại vaccine hiện hành có thể sẽ chưa sáng tỏ trong nhiều tuần tới. Christian Dimeyer, người phát ngôn của WHO cho biết, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu về những đột biến và tác động của chúng đối với khả năng lây nhiễm cũng như độc lực của chúng. Đến nay, nhiều người nhiễm biến chủng B11529 bên ngoài châu Phi đã được ghi nhận ở Israel, Bỉ và Hồng Kông, Trung Quốc. Ngay sau khi thông tin về biến chủng B11529 được WHO xác nhận, chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu Âu tới châu Á đã siết chặt các biện pháp phòng dịch, đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền Nam châu Phi. Liên quan tới triển khai biện pháp hạn chế di chuyển, WHO khuyến nghị các nước tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khoa học và dựa trên đánh giá rủi ro. Ông Lin Mayer nói, Đại diện của WHO cho biết tổ chức sẽ hướng dẫn các quốc gia cách thức phản ứng cần thiết trước biến chủng mới. Nếu được WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại, biến chủng B11529 sẽ đứng chung với biến chủng nguy hiểm nhất hiện nay là Delta. Tuy nhiên, một số cảnh báo cho rằng biến chủng mới thậm chí còn đáng sợ hơn Delta, bởi 32 đột biến ở gai protein có thể giúp biến chủng này kháng vaccine mạnh hơn. Số đột biến trên biến chủng B11529 lớn hơn nhiều so với đột biến trên hai biến chủng nguy hiểm là Delta với hai đột biến và Beta ba đột biến. Các nhà khoa học Anh và Nam Phi cảnh báo biến chủng mới có khả năng xóa sạch những thành tựu tiêm chủng mà nhân loại đạt được trong 11 tháng vừa qua. Điều đáng lo ngại là khi virus có quá nhiều đột biến, hành vi của virus có thể sẽ thay đổi. Maria Van Kerkhove, một chuyên gia hàng đầu của WHO về Covid-19 cảnh báo. Bộ trưởng Y tế Anh, Sir David cho biết giới chức Anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng B11529 bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng. Chính phủ các nước châu Âu đã nhanh chóng nâng cao cảnh giác trước thông tin về biến chủng B11529. Lúc này, một làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có đang bùng lên ở nhiều nước châu Âu. Điều cuối cùng mà chúng ta muốn chứng kiến lúc này là để một biến chủng mới xâm nhập có thể gây ra vấn đề tồi tệ hơn, Bộ trưởng Y tế Đức Renspan nói. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp hành động với các nước trong khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tất cả thành viên khẩn cấp đình chỉ di chuyển đường không với khu vực phía Nam châu Phi. Chính phủ Đức tuyên bố đề xuất của bà von der Leyen có thể được thực hiện ngay trong tối ngày 6 tháng 11 giờ địa phương. Bộ trưởng Y tế Spahn cho biết các máy bay trở về từ Nam Phi sẽ chỉ đứng phép được phép đưa công dân Đức về nước. Những người này sẽ phải cách ly 14 ngày ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine. Cùng ngày, Hà Lan và Italia bàn bố lệnh cấm nhập cảnh với người đã từng đến 7 quốc gia châu Phi gồm Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Eswatini trong 14 ngày do lo ngại biến chủng mới. Đây là những quốc gia thuộc khu vực có rủi ro cao, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jong cho biết. Các nhà khoa học hiện nay phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động của biến chủng virus mới đối với vaccine lo ngại B11529 có thể lây lan mạnh hơn, kháng vaccine dễ dàng hơn so với Delta. Biến chủng khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng COVID-19 sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh. Đây có thể nói là biến chủng nguy hiểm nhất chúng ta phải đối mặt cho đến nay. Các nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành để xác định mức độ lây lan, độc lực và khả năng kháng vaccine của virus. Jenny Harry, chuyên gia y tế của chính phủ Anh cho biết. Ngay từ trước khi Nam Phi công bố thông tin về biến chủng mới, nhiều nước châu Âu đã có kế hoạch tung ra những biện pháp mới nhằm tăng độ bao phủ vaccine, siết chặt kiểm soát dịch bệnh nhắm vào những người chưa tiêm chủng. Đức, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha, những nước có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới, đã ban bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng ca mắc COVID-19 tồi tệ chưa từng có. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo chính phủ kế nhiệm cần cảnh giác với làn sóng dịch bệnh hiện nay khi số ca mắc COVID-19 chạm mốc kỷ lục 74.579 hôm ngày 25 tháng 11 số người chết vì COVID-19 ở Đức đã vượt 100.000 trường hợp. Đồng thời, cơ quan y tế EU phê chuẩn mũi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em nhóm 5 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, giữa lúc châu Âu đang gồng mình chống lại làn sóng đại dịch tồi tệ chưa từng có này, thì tại Anh chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường cùng với việc chấp nhận cho virus lưu hành trong cộng đồng một thời gian dài đã giúp cho Anh thoát khỏi đợt bùng phát dịch mới tại châu Âu thành công của Anh trong việc tránh được đợt dịch bùng phát mới nhất trên khắp châu Âu đi kèm với một cái giá rất đắt. Tỷ lệ người qua đời vì COVID-19 ở Anh cao hơn nhiều so với hầu hết các nước Tây Âu khác. Dù nước này được tiếp cận với vaccine sớm hơn so với Liên minh châu Âu EU. Chúng tôi hành động như thể tình hình ở châu Âu tồi tệ hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi chịu đựng số người chết và mắc bệnh cao hơn trong thời gian dài. Đối Sira, giáo sư về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, Đại học Inbos ở Scotland cho biết, số người qua đời vì COVID-19 tăng vọt từ tháng 7 khi Thủ trưởng Boris Johnson đồng ý dỡ bỏ tất cả hạn chế, thậm chí yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Con số ghi nhận hàng ngày hiện tại tăng gần gấp 5 lần so với những tuần trước, ngay tự do. Tổng số ca nhiễm virus tại Anh đã tăng lên tới 10 triệu người vào ngày 25 tháng 11. Chỉ riêng tỷ lệ tiêm chủng quốc gia không nói lên toàn bộ câu chuyện. Ở Đức, chỉ khoảng 86% dân số từ 60 tuổi trở lên nhóm chiếm hơn 90% số ca tử vong COVID-19 của cả nước đã được tiêm phòng. Điều đó có nghĩa 3,4 triệu người sẽ bị tổn thương vẫn chưa được bảo vệ. Ở Anh, 90% người trong độ tuổi đó đã nhận đủ mũi vaccine. Myran người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng các nước EU có thể học hỏi từ Anh về tầm quan trọng của việc tập trung vào những người cần tiêm phòng nhất. Chính phủ nên biết chính xác những ai chưa tiêm chủng và chuyển sự quan tâm sang họ, ông nói. Anh thực sự dẫn đầu thế giới về cách xem xét dữ liệu. Có sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố dẫn đến việc vương quốc Anh có số ca COVID-19 cao nhưng tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ổn định. Hôm 24 tháng 11, nước này báo cáo hơn 47.000 ca nhiễm mới, một trong những mốc cao nhất châu Âu cùng với 147 trường hợp tử vong. Mũi tiêm tăng cường có thể giúp bảo vệ những người sẽ bị tổn thương nhất. Cần 16 triệu người đã tiêm đủ mũi thứ ba ở Anh so với 6,6 triệu người ở Đức. Thưa quý vị thưa các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.